Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, trong thời gian qua, nhiều cựu chiến binh đã trở thành những điển hình tiên tiến, được nhiều người biết đến với những cách làm hay, những mô hình kinh tế sáng tạo hiệu quả. Mô hình phát triển kinh tế của cựu chiến binh Phạm Ngọc Trức, làng viên xã Sầu An là một điển hình về sự nỗ lực của những người cựu chiến binh trong thời bình hôm nay. Sau khi xuất ngũ, cựu chiến binh Phạm Ngọc Trức trở lại quê hương, lập gia đình và phát triển kinh tế. Những ngày đầu lập nghiệp, gia đình ông gặp nhiều khó khăn, kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp. Hai vợ chồng lao động vất vả cũng chỉ đủ trang trải cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Không lùi bước trước khó khăn, ông Trức quyết tâm tìm hướng phát triển kinh tế. Trong một lần tập huấn công tác của Hội Cựu Chiến binh, trò chuyện cùng đồng chí cựu chiến binh hiện đang phát triển kinh tế trang trại, ông Trức nhận thấy đó là mô hình phù hợp với điều kiện gia đình và địa phương, có thể khai thác diện tích đất của gia đình để phát triển trang trại tổng hợp. Sau thời gian nghiên cứu, tìm hiểu, năm 2016, ông mạnh dạn vay vốn cùng với nguồn vốn của gia đình để phát triển kinh tế. Với số vốn này, ông đã đầu tư mở rộng mô hình, phát triển chuồng trại chăn nuôi gà, lợn. Hiện gia đình ông có 4.500 con gà, hơn 10 con lợn, trên 5 hecta luồng, keo, cho thu nhập từ 150 đến 170 triệu đồng. Theo ông Trức, để chủ động được các khâu trong chăn nuôi trồng trọt, giảm chi phí sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế, ông đã tích cực tham gia lớp tập huấn kiến thức chăn nuôi, thú y, trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, đồng thời chịu khó học hỏi thêm kinh nghiệm chăn nuôi từ trang trại của bà con địa phương và qua các phương tiện thông tin đại chúng. Qua nhiều lần được tập huấn, được học hỏi, giờ là bắt đầu bọn tôi về xem trên mạng, giờ là cũng về học theo, cũng làm theo. Lúc đầu cũng làm một trại bên tê, sau thấy làm phát triển được kinh tế đủ ăn, rồi bắt đầu là phát triển nhân rộng thêm. Là bây giờ là cứ một năm là vào được 4-5 lứa, một lứa là cứ phải 2.000 con một lứa. Cho nên là về kinh tế là bây giờ gia đình là tạm ổn. Rồi là các hội viên khác người ta cũng đến, họ cũng đến họ xem rồi cũng làm được. Bây giờ đang có thêm một trại dưới này đang xây dở. Là chú Truyền cũng còn em ở nhà cũng là hội viên Hội Cựu Chiến binh ấy. Đang làm dở, chuẩn bị là cố gắng là vào tháng giêng là vào lứa giống đầu tiên. Cần cù chịu khó, nắm vững kỹ thuật chăm sóc nên vật nuôi của gia đình ông Trức luôn sinh trưởng phát triển tốt. Sản phẩm của gia đình đã có thị trường tiêu thụ ổn định, được các thương lái thu mua ngay tại trang trại. Không chỉ phấn đấu làm giàu cho gia đình, ông Trức còn giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn về cây con giống, gà con và phổ biến cho bà con về kỹ thuật chăm sóc các loại cây trồng vật nuôi. Về phía cái mô hình của gia đình nhà đồng chí Phạm Ngọc Trức ở thôn Trường Viên, xã Giao An, thì đây là một gia đình là gọi là gia đình cựu chiến binh vì cả bố cả con đều là hội viên Hội Cựu Chiến binh. Thì trong vòng 2 năm gần đây thì thực hiện là cái phấn đấu vươn lên, giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, thì gia đình đã có cái mô hình trang trại nuôi gà là với số lượng là thường xuyên hàng năm là từ 2.000 đến 3.000 con, và gia đình cũng đã có thu nhập, thực hiện đúng được cái quy trình trong chăn nuôi và đảm bảo là cũng có lãi trong cái thu nhập, là từ đó là đang có cái hướng tới là các cái hộ gia đình hội viên khác là cũng trong cái bên cạnh cái mô hình này là tìm cách để rồi nhân rộng ra trong cái chi hội ở địa phương. Cùng với làm kinh tế, cựu chiến binh Phạm Ngọc Trức cũng thường xuyên vận động người dân trong thôn, trong xã chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ các gia đình khó khăn trong làng từng bước phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống, đồng thời tích cực tham gia các phong trào tại địa phương. Cần cù, năng động, sáng tạo, cựu chiến binh Phạm Ngọc Trức đã phát triển mô hình kinh tế cho thu nhập cao, trở thành tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi, vươn lên thoát nghèo và làm giàu để hội viên Hội Cựu Chiến binh học tập và làm theo.